bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Pháp vị chân Phật. Vạn Phật Thánh Thành là đạo tràng của cảnh giới Hoa Nghiêm, là đàn tràng của Kinh Lăng Nghiêm và Chú Lăng Nghiêm, và cũng là kho tàng của Pháp Tứ Thập Nhị Thủ Nhãn. Ngày ngày chúng ta ở nơi kho tàng châu báu này nghiên cứu đạo lý chính là vì muốn bỏ mê về giác, cải tà quy chánh, đoạn dục khử ái. Nếu làm được như vậy thì sẽ chấm dứt được những suy nghĩ tà quấy, phá thủng màng vô minh điên đảo. Bây giờ các bạn không cần học hỏi Phật Pháp gì nữa cũng được, bởi vì các bạn đã bỏ được bờ mê để quay về bến giác, đã bỏ được tà để trở về với đường chánh, về với cội nguồn bản hữu rồi. Tuy nhiên, trong lúc các bạn chưa được chỗ như vậy, chưa cải tà quy chánh, chưa đoạn dục khử ái, chưa phản bổn hoàn nguyên, chưa về tới cội nguồn được, thì các bạn phải ngày ngày nỗ lực nghiên cứu những kinh điển đại thừa như Kinh Lăng Nghiêm, Kinh Hoa Nghiêm, Kinh Pháp Hoa, Kinh Lục Tổ Pháp Bảo Đàn, Kinh Địa Tạng, Kinh Kim Cang, vân vân. Các bạn cần phải chuyên tâm, chí thành, khẩn thiết mà tu học chân lý. Các bạn chớ nên chỉ dụng công bề ngoài một cách hời hợt như kiểu gãi ngứa qua giày, mà cần phải đạt được pháp vị chân thật thì mới có công dụng thực tiễn. Hòa Thượng Tuyên Hóa giảng ngày 27 tháng 5 năm 1983. Ha ha ha, 闻三摩地所。